Đến 17 giờ chiều nay ngày 8 tháng 8, các bước chạy lọc ảo nguyện vọng xét tuyển cuối cùng vào các trường đại học mới hoàn tất. Ngay sau đó thì các trường đại học đã công bố điểm chuẩn để thí sinh biết. Ghi nhận của phóng viên VTC1 vào chiều nay tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi diễn ra cuộc họp của nhóm xét tuyển miền Bắc. Thưa quý vị và các bạn, vào cuối giờ chiều nay thì nhóm xét tuyển miền Bắc gồm 53 trường đại học đã họp để phân tích và thống nhất mức điểm sau khi chạy lọc ảo nguyện vọng. Đêm nay thì nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển. Và theo thông tin từ các trường đại học ở phía Bắc thì điểm chuẩn của các trường năm nay đều tăng so với năm ngoái. Ngành khoa học máy tính là IT1 thì có điểm đến 27,42 điểm, điểm xét tuyển. Các cái ngành khác thì ở cái nhóm top dẫn đầu thì cũng có điểm từ 26 điểm trở lên. Ví dụ như là điều khiển tự động hóa, kỹ thuật máy tính, rồi một số cái chương trình liên quan đến Việt-Nhật, liên quan đến ICT cũng có điểm rất cao. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải chúng tôi thì cái điểm chuẩn có tăng so với cả năm 2018. Dự kiến thì ngành lấy điểm cao nhất thì 20 điểm và ngành thấp nhất thì 15 điểm đối với điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Thì có thể nói rằng là qua cái kết quả cũng như là cái số lượng thì nhận thấy rằng là với những cái ngành nghề mà xu thế xã hội đang rất là cần, thì số lượng sinh viên đăng ký nhiều nên cái việc mà điểm chuẩn tăng lên. Có thể đánh giá là cái điểm chuẩn các ngành trường đại học năm nay cũng có nhiều biến động. Có những cái ngành thì là điểm chuẩn là tăng lên đến 2-3 điểm, nhưng ngược lại thì có những cái chương trình đào tạo, có những ngành thì điểm là giữ nguyên hoặc là thậm chí là còn giảm đi. Như vậy thì nó thấy là có cái sự phân hóa đặc biệt giữa các cái sự quan tâm của thí sinh đến các chương trình đào tạo của nhà trường. Năm 2019 thì Đại học Quốc gia đã có 9.875 chỉ tiêu và khoảng 120 ngành xét tuyển. Do vậy thì cái giải điểm rất là phong phú. Tuy nhiên thì đánh giá với so với năm 2018 thì 2019 chúng tôi phổ điểm là nhỉnh lên tương khá hơn. Và cái mức điểm dao động so với điểm chuẩn 2018 chúng tôi tăng từ 1 điểm rưỡi cho đến 2 điểm rưỡi tùy từng khối ngành và tùy từng ngành. Và vào 17:30 chiều nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện lọc ảo toàn quốc lần cuối cùng. Và sau thời điểm này cho đến trước 17 giờ ngày mai ngày 9 tháng 8, các trường đại học mới có dữ liệu điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức. Sau lần chạy lọc ảo cuối cùng vào ngày hôm nay thì các trường tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức.